chứng chỉ ngoại ngữ tin học vốn được ví như là giấy phép con hành giáo viên. Quy định về chứng chỉ áp đặt một cách máy móc cào bằng khiến cho đội ngũ công chức viên chức phải khổ sở để bổ sung hoàn thiện. Vì thế, việc sắp tới Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ thống nhất bỏ hai chứng chỉ này khiến cho đội ngũ nhà giáo như là được cởi trói. Để có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học hoàn thiện hồ sơ của mình, cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh đã phải khá chật vật. Bởi đặc thù thời gian dạy ở bậc mầm non từ sáng đến chiều muộn, nên cô Lan Anh phải tranh thủ học những ngày cuối tuần. Thời gian thì không có, và hai ngày cuối tuần thì nhiều cô đã phải bỏ thời gian dành cho gia đình của mình ra để theo học những cái khóa lớp. Tất nhiên kinh phí thì sẽ là mất, nhưng mà tôi cảm thấy rằng nó hơi quá sức so với các cô. Vui mừng, thiết thực và phù hợp với thực tế hiện nay là nhận định của nhiều giáo viên trước thông tin sẽ bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Điều này giúp giáo viên được cởi trói và giảm thiểu tiêu cực cho ngành giáo dục hiện nay. Cái đây là một cái tin rất là vui. Vì thực tế đối với giáo viên mầm non thì cái thời gian làm việc ở trường của các cô rất nhiều để đảm bảo ứng được các cái nhu cầu tin học và ngoại ngữ đúng theo các khung chương trình đề ra thì nó cũng còn có cái nhất là hạn chế, khó khăn. Trên thực tế, hiện tượng giáo viên bỏ tiền mua chứng chỉ tin học và ngoại ngữ không hiếm, bởi nhiều giáo viên không có đủ thời gian, khả năng để học và thi lấy chứng chỉ nhiều lần. Đặc biệt, giáo viên dạy tiếng Anh còn phải có chứng chỉ ngoại ngữ 2. Điều này khiến cho việc thi tốn thời gian và kinh phí, nhưng kiến thức ứng dụng không mang lại hiệu quả cao. Nếu như các kỳ thi thực sự nghiêm túc thì đã đánh giá được vấn đề năng lực của giáo viên. Còn vấn đề chứng chỉ hiện nay tương đối có nhiều vấn đề, tôi cảm thấy vẫn chưa được thực sự đánh giá đúng được năng lực. Tuy nhiên, việc loại bỏ chứng chỉ tin học và ngoại ngữ không đồng nghĩa với việc giáo viên ngừng học, ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng. Thực tế hiện nay, việc sử dụng tốt ngoại ngữ và tin học là một lợi thế để khám phá tri thức nhân loại, nhất là đối với đội ngũ nhà giáo. Vì thế, bản thân mỗi giáo viên và các trường phải thường xuyên có hình thức để thúc đẩy nâng cao kiến thức hai lĩnh vực này. Cái việc nhà trường đặt ra một cái tiêu chí giảng dạy các môn khoa bằng tiếng Anh và các cái chuyên đề bằng tiếng Anh đối với học sinh thì đây cũng chính là một trong những động lực để các giáo viên luôn luôn tự hoàn thiện bản thân đối với lại môn ngoại ngữ, môn tin học. Và giáo viên căn cứ vào cái quy định về chuẩn nghề nghiệp của giáo viên thì xem là cái năng lực về ngoại ngữ và tin học của mình đến đâu, thì từ đó giáo viên tự có kế hoạch bồi dưỡng phấn đấu. Và đây nó không phải là cái quy định là phải có chứng chỉ ngoại ngữ, cho nên nó không có tạo ra áp lực cho giáo viên. Cũng theo Bộ Giáo dục Đào tạo, để đáp ứng yêu cầu mới thì sắp tới ngoại ngữ và tin học sẽ được dạy sâu hơn trong chương trình đào tạo sư phạm. Hiện Bộ Giáo dục đã thống nhất với Bộ Nội vụ trình ban hành việc bỏ chứng chỉ ngoại ngữ và tin học trong tháng 12 này.